Tay của mình đưa xuống mông, vèn hai thịt mông của mình sang hai bên. Sau đó quận mông hướng xuống thảm. Từ đây, thả lỏng hai tay trên gối, thả mềm hai vai. Hơi kéo cổ trỏ về phía thân người, mềm hơn nữa, lồng ngực nào. Đúng rồi, hơi khép cằm thu về cổ, sao cho cằm song song với mặt thảm. Từ đây, nhẹ nhàng khép đôi mắt lại. Từ từ đưa ý thức về hơi thở, đưa hơi thở về vùng cột sống. Mềm mại hít vào thật sâu, vươn dài các đốt sống lưng lên. Từ từ thở ra thật chậm, thả mềm các cơ, thả lỏng, buông xuống. Lần hai, hít vào thật sâu, vươn dài trong sự thả lỏng, cảm nhận các đốt sống được giãn ra. Mềm mại thở ra thật chậm thở hết ra, hơi cuộn mông, chìm hơn nữa các cơ, hướng xuống thảm. Lần ba, hít vào thật sâu, cảm nhận khí và oxy tươi len lỏi vào trong từng đốt sống, mềm hơn nữa vai. Từ từ thở ra thật chậm, cuộn mông xuống, chìm hông, chìm lưng, chìm vai và thả lỏng hơn nữa. Một lần nữa, hít vào thật sâu, vươn dài cơ thể, đúng rồi. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm, cảm nhận sự thả lỏng giãn mềm này khi khí và toàn bộ điểm tắc nghẽn được xả ra bên ngoài. Từ đây, đưa ý thức và hơi thở về vùng rốn, kích hoạt toàn bộ vùng khí ở đan điền phía dưới rốn. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu, căng phình bụng lên. Đúng rồi, khí và oxy tươi chứa đầy trong khoang phổi xuống bụng làm bụng càng phình lên. Từ từ thở ra thật chậm, xẹp sâu bụng lại, kéo rốn về phía cột sống, mềm vai. Đúng rồi. Lần hai, hít vào thật sâu, cảm nhận nhịp thở thật dài, thật êm. Từ từ thở ra thật chậm, cảm nhận nhịp thở thật sâu và thật đều. Lần ba, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm bạn thở hết ra nào. Đúng rồi, rất tốt. Một lần nữa, hít vào thật sâu, rốn được đẩy ra xa. Khí và oxy tươi căng tràn trong cơ thể. Từ từ thở ra thật chậm thở hết ra, thải hết ra những năng lượng xấu, những năng lượng cũ ra bên ngoài. Cơ thể của bạn đang thả lỏng, thả mềm hơn nữa trong hơi thở điều hòa. Từ đây, nhẹ nhàng đưa ý thức và hơi thở về vùng chóp mũi. Quan sát hơi thở đang được vào, ra qua mũi. Cảm nhận khi bạn hít vào, có một luồng khí tươi mát được đưa vào cơ thể. Cơ thể của bạn tiếp tục được vươn dài lên để đón nguồn khí này. Từ từ thở ra thật chậm, thả mềm cơ thể xuống và nhả các khí cũ ra, thả mềm hơn nữa. Lần hai, hít vào thật sâu, luồng khí man mát được đưa vào cơ thể. Thở ra thật chậm, luồng khí nóng ấm được đẩy ra bên ngoài. Cứ như vậy, hít vào thật sâu. Và thở ra thật chậm. Hít vào thật êm, đúng rồi. Và mềm mại. Thở ra thật đều, tốt. Một lần nữa, hít vào thật tĩnh lặng. Và thở ra thật mềm mại, thật sâu, tốt. Thả mềm hông, lưng, vai, hít thở và quan sát nhịp thở.
Sau một vài nhịp thở, từ đây bạn đưa ý thức quay trở lại nơi này, cảm nhận không gian nơi bạn đang ngồi. Tập trung đưa ý thức vào buổi học. Để buổi học được sẵn sàng, mời bạn chắp tay trước ngực, mềm vai. Đưa ý tác ý vào bàn tay, thẳng lưng. Nhẹ nhàng xoa nóng bàn tay. Xoa thật nóng lên ạ. Xoa thật nóng lên. Thả lỏng vai, thả lỏng gương mặt. Nóng hơn nữa, tác ý vào cườm tay. Tiếp tục tác ý vào cườm tay. Nhanh hơn, mạnh hơn, ma sát, rõ ràng hơn. Tiếp tục, rất tốt, tiếp tục nào. Thêm chút nữa, rồi thật nhanh, tay áp về vùng mắt. Dày nhẹ vùng mắt, mát xa cho vùng mắt. Nâng niu đôi mắt, thả lỏng đôi mắt. Cảm ơn đôi mắt và thật là thoải mái. Thật là dễ chịu khi bạn thả mềm vai xoay tròn, rồi xoay ngược lại. Thả mềm hơn nữa, đúng rồi, mềm hơn nữa. Sau một vài nhịp, từ đây nhẹ nhàng khẽ mở đôi mắt, tay đưa ra xa, mắt nhìn theo tay. Hai tay chắp lại, ngón cái chạm trước ấn đường. Từ từ bạn hạ xuống vùng ngực, cúi đầu xuống và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Ngồi thẳng lưng, mềm vai, đưa hai tay về trước trán, mình massage trán sang hai bên. Thả mềm gương mặt, kéo toàn bộ vùng trán ở phía giữa sang hai bên thái dương. Thả lỏng cơ thể, thả lỏng các cơ xung quanh mặt, thả mềm đôi vai và cánh tay. Tiếp tục kéo sang hai bên, cảm nhận toàn bộ vùng da ở bàn tay, nâng niu và massage cho vùng trán. Từ từ đưa nhẹ xuống vùng khung mày. Tiếp tục giãn nhiều hơn nữa từ đầu mày tới cuối chân mày. Rồi nhẹ nhàng mình lướt xuống sống mũi và hai bên mắt, nâng niu đôi mắt và tiếp tục kéo sang hai bên thái dương. Cảm nhận khi bạn mát xa, da tay chạm vào da mắt, bạn cảm nhận và biết ơn hơn nữa đôi mắt của mình. Cảm nhận sự thả lỏng, biết ơn và biết ơn. Sau một vài nhịp, hãy đưa gần xuống nữa, phần sống mũi và hai bên má kéo sang hai bên. Bạn cảm nhận toàn bộ các cơ xung quanh má đang được nâng niu, mát xa và thả lỏng. Rồi từ từ hướng xuống nhân trung và cằm. Tiếp tục hơi mím môi lại để các cơ được miết đều và cảm nhận sự nâng niu này. Thả lỏng hơn nữa gương mặt, thả lỏng các cơ. Rồi hai tay của bạn đưa các cơ từ nhân trung và cằm hướng lên hai mang tay để giúp bạn nâng cơ của toàn bộ gương mặt. Thả lỏng hơn nữa, thả lỏng hơn nữa, đúng rồi. Rồi từ đây, chúng ta massage từ nhân trung và cằm ngược lên vùng sống mũi và hai gò má. Tiếp tục nâng lên, hướng về trán, hướng về mắt, rồi tiếp tục hướng lên nọng, hướng lên mày, tiếp tục hướng lên hẳn vùng trán. Rồi từ đây, nhẹ nhàng đưa hai tay áp vào hai bên mang tai, rồi massage cho vùng tai. Có thể nở một nụ cười, thả lỏng gương mặt. Rồi sau đó từ từ khẽ mở đôi mắt, hai tay đưa sang ngang, xoay rộng các ngón tay, hít vào bạn đầy ngực, vươn cằm vươn dài các đốt sống. Khép cằm thu về cổ, thở ra thả mềm, hai tay buông xuôi theo thần. Lần hai, hít vào thật sâu, vươn dài cơ thể, đầy ngực, nâng cằm mềm vai. Thở ra thật chậm, thả lỏng vai và cánh tay, thở hết ra. Lần ba, hít vào thật sâu, vươn dài cơ thể, đón khí mềm vai. Thở ra thật chậm, khép thật sâu cằm xuống, mềm hai đầu vai xuống, tấn hai xương ngụ ngồi xuống thảm, giãn sâu hơn vùng gáy cổ. Hai lần nữa, hít vào thật sâu, vươn dài cơ thể, đẩy ngực, nâng cằm mềm vai. Từ từ thở ra thật chậm, thả lỏng hông lưng vai,
thở hết ra chìm sâu hai đùi hướng xuống thảm, mềm sâu hai vai xuống. Một lần cuối, hít vào thật sâu, vươn dài cơ thể nâng lên. Rồi từ từ thở ra thật chậm. Thật chậm thả mềm vai và cánh tay xuống, thở hết ra. Và từ đây, nhẹ nhàng hít vào, bạn vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Đưa tay phải nắm lấy cùi chỏ tay trái luồn ra phía sau. Thở ra kéo cùi chỏ tay trái sang bên phải, kéo thật sâu. Đưa ý về cùi chỏ tay phải, kéo cùi chỏ tay phải xuống, nghiêng người qua bên phải. Xoay cằm hướng qua bên trái, mềm đùi phải xuống. Quan sát toàn bộ cơ gập hông. Toàn bộ hông bên trái, nách trái, cánh tay trái đang được giãn ra. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào nâng thân người trở về. Từ từ thở ra để rơi cánh tay trái sang bên trái. Thả mềm vai ra, cứ để nó rơi từ từ. Rồi nghiêng người qua bên trái, xoay cằm qua bên phải. Tiếp tục tay trái vẫn để nó rơi xuống. Rồi hơi quận mông xuống, mềm hông bên phải xuống. Quan sát nách, cánh tay phải, eo lườn phải đang được kéo giãn. Nhẹ nhàng hít vào, đưa tay trái trở về thẳng. Một lần nữa thở ra, kéo cùi chỏ tay trái sang bên phải. Đẩy ngực về phía trước, quận mông hướng xuống thảm. Thở hết ra, đưa ý về cùi chỏ tay phải, kéo sâu cùi chỏ tay phải xuống, xoay cằm hướng vai trái. Quan sát sự căng giãn, hít thở đều bạn giữ ở đây, nằm đẩy ngực về phía trước, 4, 3, 2, 1, hít vào nâng thân người trở lại và thở ra một lần nữa để rơi cánh tay trái, thả mềm vai trái, rơi hết cỡ rồi mới nghiêng người sang bên trái, chìm hông, mông và đùi phải xuống thảm, hơi quận mông xuống, rút rốn vào trong. Quan sát eo lườn phải, nách phải, xoay cằm hướng vai phải, cảm nhận sự căng giãn sâu hơn. Hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, 4, thả lỏng cổ, gáy và gương mặt, 3, 2, 1, nhẹ nhàng hít vào, nâng thân người trở về, tách hai tay song song, mềm vai, thở ra đưa tay trái qua cùi chỏ tay phải, rồi thở hết ra. Kéo cùi chỏ tay phải sang bên trái, đưa ý về cùi chỏ tay trái, mềm cùi chỏ tay trái xuống, nghiêng người qua bên trái. Cảm nhận sự kéo giãn sâu hơn vai phải, eo lườn phải. Rồi từ đây, nhẹ nhàng hít vào, nâng thân người trở về. Thở ra để rơi cánh tay phải, ngửa bàn tay phải, rơi mềm xuống, vai mềm xuống. Cánh tay và bàn tay duỗi thẳng ra nào chị, hả, đúng rồi. Rồi sau đó nhấn mông và đùi trái xuống, xoay cằm hướng vai trái. Cảm nhận toàn bộ vai nách trái được giãn ra. Hơi quận mông xuống để cảm nhận xương bả vai trái cũng được giãn. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào, nâng thân người trở lại. Một lần nữa thở ra. Đưa tay phải kéo thật sâu sang bên trái. Đưa ý về cùi chỏ tay trái khép xuống. Đẩy ngực lên, xoay cằm hướng vai phải. Mềm cơ thể xuống, hơi quận mông xuống. Hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1, nhẹ nhàng hít vào, nâng thân người trở lại. Một lần nữa thở ra, thả lỏng tay phải, thả lỏng hết cỡ, sau đó mới nghiêng người qua bên phải, nhấn mông và đùi trái xuống thảm, hơi quận mông xuống, rơi tay phải nhiều hơn. Quan sát sự căng giãn ở đây. Hít thở điều hòa và giữ, 5, thả lỏng cổ gáy đầy ngực, 4, 3, 2, 1, hít vào từ từ tách hai tay, nâng thân người trở về mềm vai, chụm 5 ngón tay lại, thở ra đặt lên đầu vai, chúng ta xoay tròn vai, 1, 2, thả lỏng ra, 3, 4, 5. Và xoay ngược lại. 5. 4. Tốt lắm. 3. 2. 1. Rồi từ đây hít vào, tách hai tay đưa sang ngang. Thở ra nè, chúng ta để ý nha. Thở ra này, múa tay phải về phía trước, đẩy nó ra. Rồi tiếp tục tay trái về phía trước, đẩy nó ra, ngửa hai bàn tay,
nghiêng người qua bên trái. Đúng rồi, hít vào trở về giữa và đổi bên. Thở ra và đổi bên. Mềm vai xuống, hít vào trở về và đổi sang. Thở ra nào, di chuyển. Hít vào trở về. Tốt lắm, nâng tay lên này, giang tay sau ấy. Thở ra đổi bên. Rất dễ chịu, đúng rồi. Hít vào trở về. Và thở ra đổi bên. Thẳng lưng lên, rất tốt. Rồi một lần nữa hít vào trở về nào. Tốt, mềm vai xuống, thở ra đổi bên. Rồi, giống như mình đang chơi đùa với cơ thể ấy. Mềm cánh tay xuống. Rồi từ đây hít vào, thu hai tay trở về. Thở ra xoay tròn cổ tay, mềm vai xuống. Nó giãn cả cái cánh tay và vai. Xong nó đung đưa cơ thể và nó thư giãn, nó giúp cho mình trẻ. Sau đó quay ngược lại, toàn thân của chúng ta sẽ giãn và nó trẻ hóa toàn thân luôn. Từ trên khuôn mặt, từ đỉnh đầu xuống dưới cổ gáy và vai, hông, lưng. Và tí nữa xuống cả chân. Rồi từ đây mình sẽ thu chân về. Bàn chân trái duỗi ra, gối trái duỗi ra, áp lòng bàn chân phải và bắp đùi trong chân trái, dựng cổ chân trái lên nếu có thể. Hai tay đưa sang ngang, hít vào thật sâu, vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể lên, mềm vai xuống. Xoay người qua bên trái, thở ra, gập sâu thân người xuống chân trái. Ai đó có thể nắm lấy cổ chân, bàn chân, hoặc không thì bắp chân, hoặc không thì gối, hoặc không thì đùi. Bắt đầu chúng ta chú ý đến vùng hông nào. Lớp mình nhìn lên một chút nhé. Ai không đến được phần này thì đến đây này. Thì bắt đầu chúng ta khép cùi trỏ này. Gập từ phần hông này. Cái lưng không cong hay ha. Chúng ta sẽ gập từ đây và mềm cùi trỏ này. Duỗi này, đạp gót chân này. Ai nữa thì đến đây. Mềm cùi trỏ này. Ai nữa thì đến đây. Mềm cùi trỏ này. Và hạ được cùi trỏ, thanh hạ được đấy. Rồi, duỗi từ phần hông. Sau đó hạ mềm cái lưng giữa xuống. Nó sẽ không bị gù. Nó sẽ trẻ hóa từ bên trong. Rồi từ đây nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu, nhấc nhẹ cái mông trái lên, rồi hạ mềm xuống, thở ra, chìm hông xuống. Tiếp tục với hơi thở, hít thật sâu, bạn duỗi ngực về phía trước, đưa mắt nhìn về các ngón chân. Thở ra khép cằm thu về, rồi mềm hơn nữa đùi trái xuống, chìm hông, lưng, vai và hạ ngực hướng xuống thảm. Quan sát sự căng giãn toàn bộ vùng hông, vùng lưng dưới, lưng giữa, lưng trên và đặc biệt là cơ đùi sau chân trái, toàn bộ vùng gân kheo chân trái. Hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, 4, tốt lắm, 3, 2, 1, từ từ hít vào duỗi ngực về phía trước, nâng cổ lên, mắt nhìn về cổ chân, rồi vươn hai cánh tay nâng thân người lên. Thở ra xoay vai phải, hạ mềm tay phải, trở về thảm, nhấn lực về tay phải, duỗi mũi chân trái, vuốt mũi chân trái, xoay vai trái, hít vào lướt toàn bộ thân người, đẩy hông lên, giải phóng toàn bộ năng lượng dư thừa. Thở ra xoay vai, hạ mông trở về thảm. Một lần nữa nhấn lực về tay phải, hít sâu lướt toàn bộ thân người, đẩy hông lên nào, nhíu hậu môn lại, rút đáy chậu lên, mở ngực ra. Ôi, chậm rãi xoay vai, thở ra, hạ mông trở về thảm. Từ đây, thu chân trái trở về, duỗi gối chân phải sang ngang, dựng cổ chân phải lên, áp lòng bàn chân trái vào bắp đùi trong của chân phải, đạp gót chân phải ra. Rồi tay vén hai mông lên để nó vững chắc cái phần mông, để cái phần xương ngồi nó bám chắc dưới thảm. Rồi hai gai chậu liên tục phải để ý hướng nó về phía trước để chúng ta cân bằng hông, đúng không ạ? Chân có thể không mở rộng mà đến đây cũng được, nhưng gai chậu thì liên tục phải để ý nó hướng về phía trước, nó cân bằng. Rồi, từ đây dựng thẳng cổ chân, hai tay sang ngang, hít thật sâu, bạn vươn cánh tay cao qua đầu, mềm vai, vươn dài lưng. Xoay người qua bên phải, thở ra gập sâu thân người xuống chân phải, nhấc nhẹ hai mông lên, lách nhẹ mông. Thở hết ra, bạn mềm hai cùi trỏ, khép cằm thu về cổ. Từ đây hít vào duỗi ngực về phía trước, đưa mắt nhìn về các ngón chân. Thở ra bạn chìm hông xuống, khép cằm thu về cổ, mềm vai xuống. Một lần nữa hít vào đưa ngực về phía trước duỗi.
từ từ thở ra mềm hông, lưng, vai, rồi thả lỏng hơn nữa toàn bộ vùng cổ, gáy, trán mũi có thể chạm vào ống đồng của chân phải. Quan sát sự duỗi giãn của toàn bộ vùng hông, cơ gập hông chân phải đang được khép lại. Toàn bộ vùng hông và lưng dưới, cơ vùng thắt lưng, vùng lưng giữa đang được giãn dài ra. Cơ đùi sau chân phải, toàn bộ gân kheo chân phải đang được kéo giãn. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào, bạn duỗi ngực về phía trước, nâng cằm, mắt nhìn về các ngón chân, tách hai tay vươn dài, nâng cơ thể vươn lên. Xoay người trở về sang bên trái, hạ tay trái trở về thảm, vuốt mũi chân phải, xoay vai phải, hít vào lướt toàn thân, đẩy thân người nâng lên, đẩy ngược lên. Thở ra xoay vai và hạ mông trở về thảm, tiếp tục dựng cổ chân, hít vào vuốt mũi chân, đẩy hông, nâng thân người, nhíu hậu môn lại, rút đáy chậu lên, đẩy hông về phía trước, cảm nhận toàn bộ cơ thể, năng lượng đang được giải phóng. Từ từ thở ra, hạ mông trở về thảm. Ôi, từ đây, thu chân phải trở về, áp sát vào bàn chân trái. Hai tay đan vào nhau, ôm bàn chân, nhấc gót chân kéo về gần khớp háng. Đẩy ngực về phía trước, mềm hai vai xuống. Chậm rãi hít vào, bạn nâng hai gối lên. Đẩy lưng dưới, lưng giữa và lưng trên, mềm hai vai xuống. Đúng rồi, chìm hông xuống, hơi quận mông hướng xuống thảm. Thở ra. Hông chậm, chìm đến đâu, đùi chìm đến đâu, thân người gập đến đấy, thật chậm, chìm sâu từ khớp háng, khép cằm thu về cổ, duỗi dài các đốt sống. Mềm hai cùi trỏ xuống, duỗi dài vùng ngực ra, mở ngực ra nào. Khép cằm thu về cổ, từ từ thở hết ra, quan sát toàn bộ vùng hông, chậu và khớp háng đang được giãn ra. Quan sát toàn bộ sự kéo giãn này, bạn hãy thả lỏng hơn nữa hai vai. Thả lỏng hơn nữa vùng hông, lưng. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào, duỗi ngực về phía trước. Từ từ thở ra, hạ mềm hông, lưng, vai, hạ mềm cơ thể hướng xuống thảm. Quan sát sự căng giãn ở đây. Hít thở điều hòa và giữ 5, 4, 3, 2, một. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu, duỗi ngực về phía trước, từ từ bạn nâng thân người trở lại, khép hai gối nâng lên, tiếp tục đẩy lưng dưới, lưng giữa và lưng trên lên. Thở ra kéo gót chân về gần khớp háng, từ đây chúng ta rũ nhẹ khớp háng. Bài tập này là bài tập giúp cho mình có thể gia tăng nội tiết tố và giúp mình trẻ hóa toàn thân. Đây là tư thế hồ điệp, và trong tư thế này thì liên tục mình đẩy ngực về phía trước để giãn toàn bộ các đốt sống vùng ngực, vùng lưng, và để cái thân của mình, phần lưng ấy, nó không bị gù, mềm vai xuống để nó giãn được vùng vai, vùng chậu cũng như là khớp háng, lúc này nó sẽ được tác động rất là tốt. Bài tập này bạn cũng có thể tập trong những ngày bị hành kinh để giúp cho khí huyết và máu huyết lưu thông hơn. Chúng ta sẽ làm thêm một vài nhịp nữa nhanh hơn, mạnh hơn một chút, nhưng mà thả lỏng vai. Đẩy ngực ra một tí nữa chị Hà, đúng rồi. 5, 4, 3, 2, một. Rồi từ từ thả lỏng ra, thả lỏng ra. Từ đây mình tách rộng hai chân sang hai bên như thế này, dựng cổ chân lên, hơi đưa hông ra phía sau theo khả năng của mình nha. Không cần thiết phải mở quá cao, quá dài hoặc quá rộng, mà theo khả năng của mình. Rồi từ đây mình nhúc nhích nhẹ hai bên hông nào, đúng rồi, như thế này. Sau đó mình đẩy gót chân ra, rồi hai tay của mình đưa về phía trước như thế này. Ai tốt thì có thể mềm hạ vai xuống, hạ cùi trỏ xuống, mềm vai xuống, từ đây đạp gót chân ra. Đúng rồi, chú ý duỗi cái lưng này. Hít vào, bạn đẩy ngực về phía trước, đẩy hông ra phía sau, hơi quặn xương cụt lên. Cảm nhận vùng hông, vùng chậu và khớp háng, đặc biệt là đùi trong, vùng bẹn đang được căng ra. Thở ra, bạn khép cằm thu về cổ, mềm vai xuống. Ai tốt hơn nữa thì tiến hai tay về phía trước, rồi gập sâu thân người xuống, đạp gót chân ra. Rồi từ đây đưa ý thức về hơi thở, đưa hơi thở về vùng chậu và khớp háng, mềm hông hơn nữa, quận mông hướng xuống thảm. Từ từ hít vào thật sâu, đẩy ngực về phía trước, chậm rãi thở ra thật chậm, quận mông xuống, chìm lưng giữa xuống, mềm vai xuống. Rồi, ai cảm thấy căng tức và tay cảm thấy khó chịu thì mình có thể đẩy hai cùi trỏ sang hai bên như thế này.
để mình có thể mềm vai xuống mà hạ chán mũi trên cái mu bàn tay. Đúng rồi. Lúc này hãy tập trung vào cái phần lưng giữa và lưng trên, mềm nó xuống, hạ ngực duỗi nó xuống, cảm nhận cái sự căng hơn nữa toàn bộ vùng hông, chậu, đùi trong, đặc biệt là cơ gân kheo và vùng khớp háng. Nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu. Vâng, chị đến đấy thôi, cứ giữ như thế nha. Chị Hương đẩy ngực ra nữa đi, khiến nó đỡ bị gù lưng. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Lần hai hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm thở hết ra. Rất tốt. Một lần nữa hít vào thật sâu, tiếp tục duỗi ngực, cảm nhận sức căng trong khả năng của bạn. Mềm mại thở ra thật chậm thả lỏng, cảm nhận cảm giác này. Thư thái thả lỏng và đón nhận. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào duỗi ngực, nhấn lực về bàn tay. Thu hai tay về, nâng thân người trở lại. Thở ra, khép hai chân về phía trước. Như thế này. Rồi từ đây, hai tay đưa về phía trước, hít vào căng bàn tay, duỗi mũi chân. Thở ra gập cổ tay, đạp gót chân. Hít vào, duỗi mũi chân. Thở ra, đạp gót chân. Nhấc cái gót, tách nó ra chị. Hít vào và thở ra. Rồi từ đây, hạ gót sườn xuống, rồi nắm các ngón tay lại, ngón cái ở trong nhé. Mềm cái vai xuống, ngón cái ở trong thì nó sẽ hướng vào cái cổ, cái đầu ấy. Xoay tròn cổ tay như này. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi xoay ngược lại. 5, mềm hơn nữa. 4, 3, 2, 1. Từ từ thả lỏng ra. Từ đây đưa hai tay sang hai bên, chống 10 đầu ngón tay lên. Hít vào, một hơi đẩy ngực về phía trước. Đúng rồi. Thở ra gập các ngón chân xuống. Hít 2, thở. Hít 3, thở. Hít 4, thở. Hít 5, thở và xoay cổ chân. 1, chậm thôi. 2, mở rộng biên độ ra. 3, tốt lắm, thả lỏng, tận hưởng. 4, tốt lắm. 5, và xoay ngược lại. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi trở về. Lớp mình thấy hết mỏi cái phần khớp háng với căng ngang chưa? Hết rồi đúng không ạ? Đỡ hơn đúng không ạ? Rồi từ đây mình trở về trong tư thế cái bàn. Hai chân mở rộng song song bằng hông, hai tay mở rộng song song bằng vai. Xòe căng bàn tay bám xuống thảm, duỗi dài hông ra phía sau, mềm hai mũi chân ra, duỗi ngực đẩy ra phía trước. Nhí em cuộn cái mông xuống để nó đầy cái lưng. Đúng rồi. Còn mọi người, chị khuyên này, cái gối đang bị rộng như này, chị khép cái gối về bằng hông thôi. Mềm hai mũi chân ra. Chị Hương nâng cổ lên, sao cho đốt sống cổ thẳng hàng với đốt sống lưng. Chú ý hai cùi chỏ tay mắt ở hai cùi chỏ phía trong hướng nhìn vào nhau. Hai cùi chỏ hướng hai bên, đẩy ra ngoài. Rồi nhấn một lực về bàn tay, từ đây đẩy lên vai, từ vai đẩy xuống hông, rồi tiếp tục duỗi ngực về phía trước, mắt nhìn về giữa hai bàn tay, cảm nhận vùng lưng được kéo giãn. Từ từ hít vào thật sâu, quặn xương cụt hướng lên trên, chũng thắt lưng, rút rốn, mềm vai, duỗi ngực, ghì vai, xà tay. Vươn dài cơ thể ra, cảm nhận mặt trước thân người được kéo giãn, đáy thắt lưng được kéo giãn. Thở ra cuộn đỉnh mông hướng xuống thảm, cuộn tròn các đốt sống đẩy gù lưng, thả lỏng đỉnh đầu, rút rốn vào sâu. Lần hai hít vào thật sâu, cảm nhận sự di chuyển của các đốt sống và toàn bộ vùng lưng, vai được giãn ra. Thở ra thật chậm, cuộn tròn các đốt sống, thả lỏng đỉnh đầu, rút rốn vào sâu hơn. Chú ý cổ tay. Lần ba, hít vào thật sâu, cảm nhận sự di chuyển đi theo nhịp thở. Tiếp tục đẩy đầu vai ra phía sau, hơi đẩy ngực, nâng cằm. Thở ra thật chậm, cuộn đỉnh mông xuống, cuộn tròn lưng. Đẩy gù lưng, thả lỏng đỉnh đầu, nhíu hậu môn lại. Một lần cuối, hít vào thật sâu, thả lỏng hông, lưng, rút rốn, duỗi ngực, mềm vai, xa tải.
Từ từ thở ra thật chậm, quặn mông xuống, quặn tròn lưng, thả lỏng đỉnh đầu, rút rốn vào thật sâu, nhíu hậu môn lại, rút đáy chậu lên, cảm nhận hai cơ đùi trong đang tiến sát về gần nhau. Chú ý thả lỏng cổ, gáy, hít thở đều bạn giữ ở đây, nhíu hậu môn lại, rút đáy chậu lên, 5, 4, tốt lắm, 3, 2, một, từ đây hít vào, đưa lưng trở về thẳng trong thế trung lập. Thở ra bạn hướng các ngón tay ra ngoài mép thảm. Rồi mắt cùi trỏ tay lúc này hướng về phía trước. Chúng ta xoay tròn hông từ phải sang trái 5 vòng. 1, 2, thật mềm mại, mở rộng biên độ ra. 3, rất tốt, nâng cổ lên. 4, 5, và xoay ngược lại. 5, 4, 3, 2, 1, rồi từ đây tách rộng hai tay, hướng các ngón tay về phía trước, mở rộng hai gối ra. Hai gối mở rộng ra, đúng rồi. Ngón chân cái không cần phải chạm nhẹ, nhấn lực về bàn tay phải. Thật chậm, hít vào, lướt cánh tay trái, nâng lên, mở ngực trái lên, xòe rộng các ngón tay ra. Đẩy ngực lên như có ai đó nhấc cánh tay bên trái. Thật chậm, thở ra, luồn tay trái qua nách phải, luồn thật sâu. Hạ vai trái, chỉ hạ vai trái, chưa hạ đầu. Sau khi vai trái hạ xuống rồi, vươn dài cổ về phía trước, sau đó mới hạ mang tay trái xuống thảm. Thật giãn, nhẹ nhàng hít vào, vươn dài cánh tay phải qua đầu, qua đầu, qua đầu dưới thảm, chống 5 đầu ngón tay. Thở ra, di chuyển tay phải sang bên trái, di chuyển 5 đầu ngón tay chống lên, đưa sang bên trái, đúng rồi. Chìm cái hông xuống, mềm cái mũi chân xuống, thư giãn và cảm nhận toàn bộ vùng vai trái đang được giãn ra. Lúc này, bạn có thể thư giãn và làm trẻ hóa các cơ xung quanh vai, cổ, cánh tay và hông, lưng. Toàn bộ thân trên, thân giữa đang được thư giãn. Bạn cảm nhận cơ thể của bạn đang được trải dài trong sự trẻ hóa, mềm mại và thoải mái. Thật chậm, đưa ý thức về tay bên phải. Hít vào, bạn thu tay phải về trước mặt. Thở ra, hạ mềm bàn tay phải xuống, chìm cùi trỏ tay phải xuống, thư giãn vai bên phải. Cảm nhận sức nặng đè lên vai trái, làm vai trái được giãn sâu, vùng chéo cổ bên trái được giãn sâu. Từ đây, đưa ý thức về tay phải. Hít vào, lướt tay phải hướng lên trần nhà, xòe rộng các ngón tay, xoay cánh tay phải, thở ra đưa ra phía sau lưng, rồi đưa qua bên hông trái, đưa vào phía trong đùi trái nếu có thể. Bạn cuộn một vòng vai phải, mở ngực phải, cảm nhận sự giãn sâu nhiều hơn. Các tế bào, các đốt sống, các cơ đang được kết nối trong sự thư giãn và thả lỏng này. Hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1, nhẹ nhàng hít vào, bạn lướt tay phải, nâng lên. Thở ra, hạ tay phải, trở về trước mặt của bạn, xòe căng các ngón tay, nhấn lực về tay phải, hít vào, bạn nâng vai trái, thu tay trái trở về, thở ra, điều chỉnh lại bàn tay, rộng bằng vai hoặc hơn vai, xòe căng các ngón tay trái, nhấn lực về tay trái. Hít vào, bạn lướt cánh tay phải, nâng lên, mở ngực phải lên nào, xòe căng các ngón tay, như có ai đó nhấc cánh tay phải lên. Từ từ thở ra, luồn tay phải qua nách trái, luồn thật sâu, cho đến khi hạ được vai phải xuống thảm, bạn vươn dài cổ và đầu về phía trước, rồi hạ mang tay phải xuống thảm. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào, duỗi thẳng cánh tay trái, tiến về phía trước, qua đầu, dưới thảm. Chống 5 đầu ngón tay lên, thở ra di chuyển 5 đầu ngón tay trái qua bên phải. Sau đó, hết biên độ, bạn hạ mềm cùi trỏ tay trái xuống, hạ mềm vai trái xuống, cảm nhận sự căng giãn toàn bộ vùng vai phải, vai trái, cánh tay, hông, lưng. Hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào, thu tay trái trở về trước mặt. Thở ra mềm, cùi trỏ tay trái, cảm nhận
sự kéo giãn toàn bộ vùng hông, lưng và vai phải. Từ đây, hít vào lướt cánh tay trái nâng lên. Xoay vai trái, thở ra đưa tay trái qua eo lườn phải. Nếu có thể, đẩy hông lên, đưa tay trái vào phía trong đùi phải. Đưa ý thức về vùng chạy, vai bên trái quận vai trái. Cảm nhận sự giãn sâu hơn khi ngực, vai, hông, lưng, cổ được giãn sâu hơn. Hít thở đều bạn giữ ở đây 5, 4, 3, 2, 1. Thật chậm hít vào lướt cánh tay trái nâng lên. Thở ra hạ tay trái trở về trước mặt, xòe căng các ngón tay. Nhấn lực về tay trái, hít vào từ từ bạn nâng thân người trở lại, thu hai tay trở về. Thở ra khép hai gối song song bằng hông, duỗi mềm hai mũi chân. Thở hết ra trượt dài tay phải về phía trước, rồi trượt dài tay trái về phía trước. Sau đó cuộn xương cụt lên, mềm hai vai xuống, mềm hai cùi chỏ xuống. Rồi có thể hạ trán mũi hướng xuống thảm. Sau đó tiến hai tay về phía trước, cuộn xương cụt hướng lên bầu trời. Cảm nhận toàn bộ vùng ngực đang được duỗi dài ra. Vùng lưng trên, lưng giữa đang được duỗi dài ra trong tư thế chó con duỗi mình. Từ đây, thả mềm hai vai và cánh tay, trán mũi hạ mềm xuống thảm. Đưa ý thức về hơi thở, đưa hơi thở về vùng cột sống, toàn bộ vùng hông, lưng và vai. Thả lỏng gương mặt và vùng cổ, nhẹ nhàng hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, mềm hơn nữa đốt sống lưng giữa, lưng trên, mềm hơn nữa vùng vai. Lần hai, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, mềm hơn nữa, mềm hơn nữa. Chị Hà tách rộng tay ra nữa đi. Một nhịp thở nữa, xòe rộng các ngón tay, tự tin với sức giãn, sự thả lỏng và duỗi dài trong việc giúp ta trẻ hóa toàn thân. Tiếp tục đi từ vùng xương cụt, quận nhẹ xương cụt. Hít vào thật sâu, hạ mềm lưng, vai, ngực xuống tốt. Từ từ thở ra thật chậm, thả mềm các cơ. Cảm nhận sức căng trong sự thả lỏng và từ đây. Nhẹ nhàng hít vào, bạn thu tay phải trở về, thu tay trái trở về, hạ hai cùi chỏ xuống. Thật chắc bàn tay, xòe căng các ngón tay, hít vào nâng thân người trở lên. Sau đó trượt hai tay về phía trước, thở ra chúng ta đẩy hông ra phía trước. Tiếp tục, vai trên cổ tay hạ chìm hông xuống trong tư thế nhân sự. Hạ mềm hông, lưng. Từ đây, hít vào bạn đẩy ngực về phía trước, hơi nâng cằm, thả mềm cổ gáy. Thở ra bạn xoay cằm qua bên trái. Mắt có thể nhìn gót chân bên phải, quan sát toàn bộ vùng hông, vùng lưng, hơi cuộn xương cụt hướng xuống thảm để cảm nhận vùng lưng dưới, lưng giữa được kéo giãn. Nhẹ nhàng hít vào xoay cằm trở về giữa, chậm thôi. Thở ra xoay cằm qua bên phải, thật chậm ánh mắt. Đưa liếc nhìn theo gót chân bên trái, quan sát vùng hông, eo lườn phải thật giãn. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào, bạn đưa thân người về giữa, khép đôi mắt lại. Thở ra đưa ý thức về vùng hông và lưng giữa. Từ đây, tiếp tục đưa hơi thở và ý thức về vùng lưng giữa, lưng dưới. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu, hơi đẩy ngực về phía trước, mềm vai. Từ từ thở ra thật chậm, khẽ mỉm một nụ cười, rồi hơi khép cằm thu về. Lần hai, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, hơi khép cằm. Đúng rồi, cảm nhận vùng lưng, hông, hơi được thu về, hơi quặn xương cụt xuống thảm. Ôi, một lần nữa, hít vào thật sâu, hơi duỗi ngực đẩy về phía trước, thả một nụ cười. Hình dung ra khuôn mặt của bạn trong nụ cười tươi tắn này, giúp bạn trẻ hóa từ bên trong. Mềm mại thở ra thật chậm, khép cằm thu về, hơi cuộn mông,
nâng lưng giữa lên một xíu, rồi thả lỏng. Và từ đây, nhẹ nhàng hít vào, từ từ hạ hông, hạ lưng, rồi thở ra, hạ chìm vùng ngực xuống, thở hết ra, hạ trán mũi trở về thảm. Thu hai tay về ngang ngực, duỗi hai mũi chân mềm ra, xòe căng các ngón tay, nhấn lực về bàn tay, thật chậm, hít vào bạn nâng ngực, nâng cằm, rồi nâng thân người lên, ký hai mũi chân, thở ra nâng hông, nâng gối, đẩy mông hướng lên bầu trời. Rồi hít vào thật sâu, kiễng gót chân trái lên, thở ra hạ gót chân trái, kiễng gót chân phải, liên tục đổi chân, chậm và thả lỏng cơ thể, quan sát sự đảo chiều trong không gian, cảm nhận toàn bộ mặt sau phía thân người được kéo giãn. Khi từng gót chân được hạ xuống thì xương cụt được quặn lên, vai được nhả ra, mềm vai xuống, hai tay luôn luôn song song với hai cánh tay, cảm nhận sự cân bằng toàn bộ mặt sau thân người, cảm nhận cơ thể được giãn đều toàn bộ mặt sau. 5 4 3 2 1 Rồi thật chậm, hít vào bạn kiễng cả hai gót chân lên, thở ra trùng gối đưa rốn về gần đùi, nhả vai xuống. Đúng rồi, cảm nhận mặt sau thân người được kéo giãn nhiều hơn. Chắc đôi tay, hít vào lướt chân trái của bạn nâng lên duỗi mũi chân. Thở ra bước chân trái về cạnh trong bàn tay trái, bước dài ra. Hạ mềm đầu gối phải xuống thảm, chống 10 đầu ngón tay, duỗi mềm mũi chân phải, đẩy ngực, nâng cằm. Quan sát cơ gập hông chân phải đang được kéo giãn. Thật chậm, tách hai tay, hít vào bạn vươn cánh tay nâng thân người vươn lên. Thở ra bạn hạ tay trái trên đầu gối chân trái, mềm cùi trỏ tay trái, vươn dài cánh tay phải áp tay. Cảm nhận cơ gập hông chân phải được giãn nhiều hơn. Xoay vai phải, nhẹ nhàng hít vào bạn vươn hai cánh tay, nâng hông lên xíu. Thở ra đan tay vào nhau, đặt lên gối, thở hết ra, đẩy thẳng cánh tay, duỗi ngực về phía trước, đẩy vai ra phía sau, chìm sâu khớp háng. Rồi quận xương cụt hướng về rốn để bảo vệ thắt lưng. Từ đây, hít vào bạn nhấc hai tay vươn thân người nâng lên, hạ 10 đầu ngón tay trở về thảm. Thở ra, nhấn lực về 10 đầu ngón tay, nâng hông, duỗi gối chân trái, đẩy hông ra phía sau, nhấc bàn chân trái lên, quận xương cụt hướng lên bầu trời. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu, nâng hông lên. Thở ra chìm sâu hông xuống, đẩy hông ra phía sau, quận xương cụt hướng lên bầu trời. Lần hai, hít vào nâng hông lên. Tốt, từ từ hạ gối sau xuống chị Khuyền. Thở ra chìm hông xuống, chìm vai xuống, mềm hai cùi trỏ xuống. Hạ lưng giữa xuống nào. Vâng, đúng rồi, mềm hai cùi trỏ xuống. Hai lần nữa hít vào nâng hông lên, thẳng cánh tay. Từ từ thở ra, đẩy hông ra phía sau, duỗi gối chân trái, quận xương cụt, hạ lưng trên xuống nữa nào Linh. Đúng rồi, mềm hơn nữa vai. Một lần cuối, hít vào đẩy hông lên, mắt nhìn về giữa hai tay. Thở ra mềm hai vai và cùi trỏ gập sâu thân người xuống. Quận xương cụt hướng lên bầu trời, quan sát sự căng giãn, cảm nhận thư giãn. Khi căng giãn giúp bạn trao đổi chất, những tế bào cũ đang được làm mới, cơ thể của bạn được trẻ hóa toàn thân. Rồi từ đây, nhẹ nhàng hít vào, bạn đẩy chân trái về phía trước vuông góc. Thở ra bạn tiến chân trái về cạnh bàn tay trái nhiều hơn nữa. Sau đó thu tay trái, hạ cùi trỏ về phía trong chân trái. Tay phải hạ cùi trỏ xuống, hai tay đan vào nhau. Mềm hơn nữa gối bên phải, chìm hơn nữa cơ gập hông chân phải. Quan sát toàn bộ vùng háng, vùng chậu đang được giãn ra. Mắt có thể nhìn về giữa hai tay đang đan vào nhau. Chắc chắn với cùi trỏ tay của bạn. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào, bạn duỗi ngực về phía trước. Thở ra bạn chống ức bàn chân phải thật chắc. Sau đó nâng gối phải, đạp gót chân ra, duỗi hông ra phía sau, duỗi ngực ra phía trước, hạ cái gối để đẩy nó căng ra. Rồi đúng rồi, tốt. Khép cằm lại chị Hương, hạ mông xuống một tí.
Vân hạ mông xuống một tí để nó duỗi, đạp cái gót ra phía sau để duỗi cái gối. Hít thở đều, bạn giữ ở đây tốt lắm. 5. Thả lỏng vai. 4. 3. 2. 1. Hít sâu, bạn hạ gối phải trở về thảm, chống hai bàn tay lên. Thở ra, đưa tay trái ra cạnh ngoài chân trái, thu chân trái về phía trong. Chống ức bàn chân phải, nâng gối phải. Bạn bước chân trái trở về sau cùng chân phải, đẩy mông hướng lên bầu trời. Cân bằng hơi thở. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5. 4. Không nhấn vai quá, Thanh đang nhấn vai sâu quá. 3. 2. 1. Hít vào thật sâu, lướt chân phải, nâng lên. Thở ra, bước chân phải về cạnh trong bàn tay phải, bước dài lên. Hạ đầu gối trái trở về thảm, duỗi mềm mũi chân trái. Đầu gối chân phải thẳng hàng với cổ chân phải, đầu gối hướng về ngón chân thứ hai. Rồi từ đây có thể chống 10 đầu ngón tay, hít vào duỗi ngực về phía trước, mắt nhìn thẳng. Thở ra chìm sâu khớp háng trái, quan sát cơ gập hông chân trái đang được giãn ra. Nhấn lực về 10 đầu ngón tay, từ từ thở ra bạn duỗi hông, rồi duỗi gối chân phải, đẩy hông ra phía sau, nhấc bàn chân phải ra. Rồi sau đó mềm hai vai, có thể hạ bàn tay xuống thảm, rồi chìm hai cùi chỏ xuống, quận xương cột hướng lên bầu trời. Cảm nhận sự căng giãn toàn bộ cơ đùi sau chân phải, toàn bộ vùng hông, vùng lưng. Có thể hạ mềm lưng giữa bằng cách duỗi ngực. Đúng rồi. Từ đây, hít vào nâng hông, vẫn duỗi gối, nâng hông cao lên. Từ từ thở ra chìm hông sâu xuống, khép cằm thu về cổ, mềm hai vai và cùi chỏ xuống. Đúng rồi, tốt lắm Thanh. Nhí rất tốt. Lần hai, hít thật sâu nâng hông lên, vẫn duỗi gối. Từ từ thở ra chìm sâu hông xuống, quận xương cụt hướng lên bầu trời, mềm vai và cùi chỏ xuống. Hai lần nữa, hít vào từ từ nâng hông lên, tốt lắm. Mềm mại thở ra chìm sâu hông xuống, mềm vai và cùi chỏ xuống, quận xương cụt hướng lên bầu trời. Một lần cuối, hít vào thật sâu, cảm nhận di chuyển cơ thể đang là sự dễ dàng với bạn. Từ từ thả lỏng, thở ra mềm vai và cùi chỏ, mềm hơn nữa, sâu hơn nữa, thả lỏng hơn nữa. Cảm nhận sức giãn trong sự thả lỏng và kéo căng trong sự thả lỏng và thư giãn, giúp bạn trẻ hóa toàn bộ các tế bào trên thân. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào, bạn đẩy gối phải về phía trước vuông góc, chìm sâu khớp háng trái, duỗi ngực, nâng cằm. Từ từ chống 10 đầu ngón tay. Thở ra, bạn di chuyển chân trái, chân phải ra cạnh ngoài tay phải nhiều hơn, sau đó thu tay phải trở về. Mặt trong của chân phải, hạ hai cùi chỏ tay của bạn hướng xuống thảm, duỗi ngực về phía trước, chìm sâu hông phải xuống, có thể đan tay vào nhau, duỗi ngực xuống chìm hơn nữa. Từ đây, nhẹ nhàng hít thật sâu, bạn chống ức bàn chân trái thật chắc. Thở ra, từ từ đạp gót chân trái, nâng gối trái, duỗi dài hông, đẩy hông ra phía sau, duỗi ngực về phía trước, rất tốt. Rồi hít thở đều, bạn giữ ở đây, tốt lắm. 5. Khép cằm lại nhí. 4. Nâng cổ lên chị Khuyền. 3. 2. 1. Từ từ hít vào, hạ chân trái, trở về thảm. Thở ra chống hai bàn tay, nâng thân người lên, thu chân phải trở về sau cùng chân trái. Thở hết ra, bạn duỗi mềm hai chân, hạ hông trở về thảm, hạ ngực trở về thảm, hai tay đưa sang ngang. Từ đây, nhẹ nhàng bạn áp má phải xuống thảm. Nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu, co gối chân phải lên. Rồi thật chậm, thu tay phải về ngang ngực. Thở ra nhấc đùi phải lên, bước chân phải qua bên trái. Hạ mang tay trái xuống thảm, đưa tay phải về ngang ngực trái. Rồi đẩy thẳng cùi chỏ tay lên, cảm nhận vùng vai, vùng mông sâu bên trái, vùng hông và vùng lưng đang được giãn ra. Chậm rãi hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm. Thật chậm. Thả mềm vai xuống. Tốt. Một nhịp thở nữa. Hít vào thật sâu.
hãy làm theo khả năng của bạn. Từ từ thở ra thật chậm, quan sát sự thả lỏng này. Rồi và từ đây, nhẹ nhàng hít vào, xoay úp hông phải xuống thảm. Rồi duỗi cánh tay phải, thu chân phải trở về thảm, hạ ngực xuống thảm, hạ trán mũi xuống thảm. Từ từ thở ra mềm vai, mềm hông và lưng. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào thật sâu, bạn co gối chân trái lên. Áp má phải xuống thảm, mềm đầu vai phải xuống. Thở ra thu tay trái trở về ngang ngực, nhấc đùi trái lên, bước chân trái qua bên phải. Rồi đẩy đầu gối trái ra phía sau, thu tay trái về gần sâu ngực phải. Tiếp tục đẩy hông ra phía sau, quan sát toàn bộ vùng mông sâu bên phải, toàn bộ vùng vai bên phải, toàn bộ vùng lườn, vùng hông và cạnh ngoài bên phải đang được kéo giãn. Vùng lưng rất dễ chịu và thả lỏng. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm thả lỏng hơn nữa, thả lỏng theo sức của bạn. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm thả lỏng và cảm nhận sự thoải mái, thư giãn. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào, xoay úp thân người trở về thảm, duỗi cánh tay trái, thu chân trái trở về thảm. Từ từ, hạ trán mũi trở về thảm, thu hai tay về ngang ngực, xoẹt căng các ngón tay, nhấn lực về bàn tay, chậm rãi hít vào, nâng thân người lên, nâng hông lên, thở ra tách rộng hai gối sang hai bên, hai ngón chân cái chạm nhẹ vào nhau, rồi từ đây cuộn mông hướng để làm đầy, cuộn mông hướng xuống dưới này, em đừng võng này, nhí đang bị võng, cuộn này để làm đầy, chị Hồng cũng đang võng đấy, đấy nhá, cuộn này, rồi kéo mông hướng về gót chân, mềm vai và cánh tay xuống, chìm hông xuống, chìm sâu, thả lỏng vùng hông, nếu tay bị vươn dài có thể kéo về gần thân, thả mềm vai, hạ trán mũi trở về thảm, thả lỏng các đốt sống. Thả lỏng các cơ xung quanh hông, lưng, vai, cổ và cánh tay. Từ từ đưa ý thức về hơi thở. Đưa hơi thở về vùng cột sống. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu. Cảm nhận khí và oxy tươi chảy dài từ vùng đỉnh đầu xuống các đốt sống vùng cổ, chảy dài xuống các đốt sống vùng lưng và xuống tận vùng xương cùng cột. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm, cuộn mông hướng xuống thảm, thả mềm các cơ, thả mềm hông, lưng, vai và cánh tay, và cùng toàn bộ khuôn mặt, đỉnh đầu, toàn bộ các cơ xung quanh cổ. Lần hai, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm. Thật chậm, bạn thở hết ra. Mềm hơn nữa các cơ xung quanh tay, vai, ngực, lưng, hông và đặc biệt là toàn bộ gương mặt của bạn. Bạn cảm nhận toàn bộ trái tim, vùng ngực, toàn bộ các cơ quan nội tạng và toàn bộ phần thân giữa, thân trên và thân dưới của bạn đang ôn trọn, hướng xuống thảm, hướng về mẹ. Hướng về trái đất, thả mềm hơn nữa, lưng giữa, lưng trên, thả mềm hơn nữa, cánh tay và đôi vai. Từ đây, có thể tách rộng hai cùi chỏ. Từ từ bạn áp má phải xuống thảm, thả mềm đầu vai phải xuống, thả chìm cánh tay trái xuống. Cảm nhận cơ thể đang được kết nối với toàn bộ dòng khí, dòng huyết và từng tế bào đang được chuyển động trong sự hồi phục, thả lỏng để giúp bạn tái tạo những năng lượng tươi mới để giúp cho bạn có một cơ thể toàn diện, càng tràn năng lượng trong sự trẻ trung, thoải mái. Một năng lượng tươi mới để giúp bạn trẻ hóa toàn thân, từ bên trong, từ dòng khí, từ suy nghĩ, từ năng lượng tới từng tế bào trong cơ thể.
cảm nhận toàn bộ vùng ngực đang được giãn mềm hướng về thảm sâu hơn. Cảm nhận sự thanh thản, thoải mái, thư giãn và thả lỏng. Cơ thể của bạn trở nên nhẹ bẫng, thoải mái, thật nhẹ, thật nhẹ. Cánh tay, bàn tay, hãy kiểm tra xem chỗ nào còn chưa được thoải mái. Hãy nới lỏng vùng cơ, nhúc nhích nhẹ vai, cùi chỏ hay vai, hay cánh tay, hay lưng, hay hông, rồi thả mềm xuống để cảm nhận sự giãn mềm này giúp bạn trả lại các cơ, trả lại các vùng khớp cùng với cơ của bạn được thả mềm xuống. Từ đây, khi cảm nhận sự thoải mái rồi, hãy xoay cằm của bạn hướng sang bên còn lại, áp má trái xuống thảm, mềm đầu vai trái xuống, thả chìm cánh tay trái xuống, có thể nới lỏng cùi chỏ tay trái, thả mềm hơn nữa vùng vai, cảm nhận từ vùng hông, vùng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên đang được trải dài trên thảm. Trong tư thế đứa trẻ, bạn cảm nhận cơ thể của bạn đang được trẻ hóa hoàn toàn, cơ thể của bạn thật nhẹ, thật nhẹ, thật thoải mái và thư giãn. Hãy tận hưởng cảm giác này. Hãy cảm nhận cảm giác này và lưu lại cảm giác này. Rồi và thật chậm từ đây, nhẹ nhàng hạ trán mũi trở về thảm. Thu hai tay về gần gối. Xòe căng các ngón tay. Nhấn lực về bàn tay, thật chậm, hít vào bạn nâng thân người trở lại. Thở ra khép hai gối thu về, sau đó đưa thân người về giữa thảm, chúng ta trở về trong tư thế hoang dại. Tư thế này mình có thể mở rộng hai gối ra, hoang dại hoặc là trả cơ như thế này thì nó dễ hơn. Thôi hoang dại đi, thì mình đưa hai chân về phía trước như thế này, như kiểu cái bàn ấy. Nhưng mà mình sẽ không lên cái bàn. Hai chân mở rộng song song bằng hông. Từ đây, đưa tay phải của bạn ra phía sau, xoay căng các ngón tay bám xuống thảm, đẩy lồng ngực lên. Đưa tay trái đặt lên đầu gối trái, mềm vai trái xuống. Hít vào nhấn lực về vai phải, đẩy ngực lên. Mắt hướng nhìn lên, nhấn lực về tay phải. Sau đó bắt đầu nâng hông và bắt đầu xoay vai nhé. Ba cái phần này nó kết hợp này. Lớp mình nhìn trước này, nhấn này, đẩy này, xoay này. Nó sẽ 1 này, 2 này, 3 này lên đồng thời như này. Và đến đây này thì đừng để cái hông này nó rơi. Kéo cái này lên và đẩy nó lên thì nó giãn toàn thân. Và lên ý, thì mình không đưa tay thẳng như này nha. Mình sẽ xoay này. Đó, và nó sẽ giãn như này. Được không ạ? Không về thì mình cũng đưa như này. Về. Đúng không ạ? Rồi, nhấn lực về tay bên phải. Chú ý nhé, gối này không díu vào nhau, không tòe ra như này. Và chúng ta siết cái cơ đùi lại để cho hai gối này liên tục song song. Nhấn lực về tay phải, hít sâu, xoay vai trái, lướt toàn bộ thân người, đẩy hông lên. Rồi kéo cái đáy chậu lên, đẩy hông lên cao nữa nào chị Hương. Rồi xoay vai, thở ra, hạ mông trở về thảm. Hạ tay trái xuống thảm, nhấc tay phải đặt lên gối. Hít vào nhấn lực về tay trái, xoay vai, đẩy hông, nâng thân người lên nào. Kéo cái sông mu về phía sững ức. Thở ra, xoay vai, hạ mông trở về. Nó rất là giãn. Một lần nữa, hít vào, xoay vai, đẩy hông, nâng lên. Nhíu hậu môn lại, kéo đáy chậu lên. Xoay vai, thở ra, trở về. Rồi đổi bên, hạ tay trái xuống, hít vào, xoay vai, lướt toàn bộ thân người, đẩy hông, nâng lên. Tốt. Từ từ xoay vai, thở ra, hạ mông, trở về thảm. Rồi từ đây, duỗi chân của mình, xoay người trở về đầu phía trước đi ạ. Sau đó, chúng mình bắt đầu dùng cơ này từ từ nha. Hai tay của bạn ôm về phía ngực, đạp căng gót chân. Lớp mình rồi gối ra răng. Rồi, từ từ hít vào thật sâu, đẩy ngực về phía trước, ghì gót chân xuống thảm, thở ra quận, hạ mềm từng đốt sống trở về thảm. Cái gót chân nó sẽ thu dần về đó. Đúng rồi, hạ xuống, hạ chậm thôi, dùng cơ bụng, thả mềm xuống. Rồi, sau đó tách hai tay buông xuôi theo thân, thả mềm vai. Có thể đưa hai tay xuống mông, vén hai thịt mông sang hai bên. Đúng rồi. Sau đó nhấc lưng dưới và lưng giữa kéo dài ra, hạ mềm xuống thảm. Nhấc cổ và đầu lên, kéo dài và hạ mềm xuống thảm. Nhúc nhích nhẹ hai vai, thả mềm hai tay, buông xuôi theo thân.
thả mềm toàn bộ cơ thể. Từ đây, hít vào nâng chân phải lên, đặt lòng bàn chân phải lên đầu gối trái, tay trái lên đầu gối phải, thở ra xoay người qua bên trái. Rồi mềm đầu gối phải xuống, nâng hông đưa ra phía sau một xíu, chìm đầu gối phải xuống, rồi mềm vai phải xuống, xoay cằm qua bên vai phải. Quan sát toàn bộ vùng hông, vùng lưng đang được kéo giãn trong tư thế con cua. Từ từ hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Chìm các cơ xuống, thả mềm các cơ xuống, thả lỏng gương mặt. Rồi từ đây, nhẹ nhàng hít vào thu chân phải trở về thảm. Nâng hông về giữa, thở ra co gối trái lại, đặt lòng bàn chân trái lên đầu gối phải. Tay phải lên đầu gối trái, xoay người qua bên phải, nâng hông lên, đưa hông ra phía sau một xíu. Rồi thả mềm gối trái xuống, thả mềm vai xuống, xoay cằm hướng qua vai trái. Tiếp tục đưa ý thức và hơi thở về vùng cột sống, đáy thắt lưng và lưng giữa. Từ từ hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, hạ mềm các cơ xuống, thả lỏng đốt sống ngực, đốt sống lưng, vai và toàn bộ gương mặt. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Bạn thở hết ra, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Cảm nhận cơ thể của bạn thật nhẹ, thật nhẹ. Thả lỏng tay phải nào. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào thu chân trái trở về thảm, duỗi hai gối. Gót chân phía trong thảm, mũi chân phía ngoài thảm. Thở ra thả mềm hai vai. Hai tay xuôi theo thân chách một góc 45 độ. Khơi khép cằm thu về cổ. Thả mềm toàn bộ cơ thể. Và nhẹ nhàng khép đôi mắt lại. Hãy nằm xuống như một đứa trẻ ngủ trên giường. Sau những giây phút đầy hoạt động, cảm nhận các cơ đang được trải dài trên thảm. Tâm trí, hơi thở và cơ thể này đang được thả lỏng. Bạn cảm nhận sự thả mềm từ trái tim, sự thả lỏng từ hai lá phổi, sự thư giãn và buông thư của toàn bộ cơ thể. Trong đôi mắt khép, cảm nhận sâu hơn sự thả lỏng từ các ngón chân, trải dài trong bàn chân, lên cổ chân, bao phủ toàn bộ mu bàn chân và tiếp tục được lan tỏa lên bắp chân, lên hai khớp gối, hai đùi và tràn sâu vào bên trong khớp háng. Cảm nhận thật sâu, sự thả lỏng này tiếp tục được lan tỏa lên vùng bụng, trải dài lên vùng ngực và lan tỏa vào các cơ quan nội tạng. Sự thư giãn và thả lỏng này giúp bạn mềm hơn nữa các cơ vùng vai, cổ, gáy và nó được trải dài xuống cánh tay, cẳng tay, bàn tay và từng đầu ngón tay. Tiếp tục sự thả lỏng và thư giãn này trải dài xuống vùng lưng, hông và toàn bộ các đốt sống vùng lưng, các cơ xung quanh lưng đang được trải dài trên thảm. Cơ thể của bạn thật nhẹ. Chưa hết, sự thả lỏng này tiếp tục được lan lên vùng đầu, phía sau đầu và tiếp tục được phủ lên đỉnh đầu, tràn xuống toàn bộ gương mặt, từ vầng trán, đôi khuôn mày, mí mắt trên, mí mắt dưới, sống mũi, hai gò má, nhân trung và cằm. Đặc biệt, hai khóe miệng cũng được thả lỏng.
bạn cảm nhận cơ thể của mình thật nhẹ, thật nhẹ. Các tế bào như được làm mới, cơ thể được trẻ hóa toàn thân, từ bên trong, từ dòng khí, dòng huyết tới từng tế bào. Cơ thể của bạn thật nhẹ, thật nhẹ. Cảm giác bồng bềnh như những làn sóng đang lăn tăn trôi trên mặt nước. Từ từ đưa ý thức quay trở lại nơi đây, đánh thức từng giác quan trên cơ thể bạn, cử động 10 đầu ngón chân, 10 đầu ngón tay. Từ đây bạn nhẹ nhàng khẽ mở đôi mắt, chớp mắt, mở mắt, chớp mắt, mở mắt, chớp mắt. Mắt nhìn lên trán, xuống mũi, lên trán, xuống mũi, lên trán, xuống mũi. Mắt nhìn sang trái, sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, sang phải. Mắt xoay 3 vòng từ phải sang trái. Ba vòng từ trái sang phải. Nghiêng đầu sang trái, sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, sang phải. Trở về giữa, hai tay đan vào nhau đặt trên rốn. Hít vào nâng đầu lên, hai tay đưa cao qua đầu đặt sau gáy. Thở ra co hai gối của bạn lại, nhấc hông lên, hạ mềm mông hông hướng xuống thảm. Từ từ thở ra, đổ hai gối qua bên trái, hơi xoay cằm qua bên phải, chìm sâu đầu gối phải xuống, quan sát cơ gập hông chân phải đang được kéo sẵn. Hít vào từ từ nâng hai gối trở về thẳng. Thở ra đổ hai gối qua bên phải, xoay cằm qua bên trái, mềm sâu đầu gối trái xuống, quan sát cơ gập hông chân trái được kéo sẵn. Từ từ hít vào trở về giữa. Một lần nữa thở ra, đổi bên. Hơi khép cằm thu về cổ, lưu giữ lại cảm giác này. Sự kéo giãn, thả lỏng. Tiếp tục hít vào trở về và thở ra đổi bên. Cảm nhận sự linh hoạt của vùng hông, vùng chậu, khớp háng, giúp bạn cảm nhận sâu hơn khi được trẻ hóa toàn thân, đặc biệt từ năng lượng gốc phía bên trong bạn. Từ đây,
Nhẹ nhàng hít vào, nâng hai chân trở về. Khép hai gối áp sát. Thở ra nhấc đầu, đưa hai tay về phía rốn. Hướng hai ngón cái chạm lại, hai ngón trỏ chạm lại. Hai cùi trỏ hạ mềm, hơi khép cằm thu về cổ. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu. Và thở ra thật chậm. Một nhịp nữa, hít vào thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm. Thật chậm. Rồi từ đây, khép hai bàn chân sát vào nhau, nghiêng người qua một bên, chống bàn tay, nâng thân người ngồi dậy, khép đôi chân trong tư thế ngồi xếp bằng. Hai tay chắp lại phía trước ngực, thả mềm hai vai. Từ từ hít thật sâu, vươn cánh tay cao qua đầu, vẫn chắp tay lại, vươn dài cơ thể lên. Cảm nhận năng lượng đang được tụ khí, thả mềm đôi vai. Từ từ thở ra mềm hai cánh tay. Hai ngón cái chạm trước ấn đường, thả lỏng hông, lưng. Tấn xương bụng ngồi xuống thảm, chìm hông xuống nữa. Thở hết ra, bạn hạ mềm hai tay về phía ngực. Đúng rồi, chìm sâu vai xuống. Nhẹ nhàng cúi đầu xuống, hướng ánh nhìn về trái tim yêu thương và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Rồi, cảm ơn lớp mình. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Tuệ Giang. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở phía tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.